Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chuyển file Excel sang file PDF bằng hình thức online. Giả sử như đây, tôi có một file Excel có tên là file B. Bây giờ tôi muốn là chuyển cái file Excel này sang file PDF bằng hình thức online thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ mở trình duyệt web lên. Tiếp theo, tôi sẽ truy cập vào web có địa chỉ là google.com.vn. Wow sau đó ở đây, tôi sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là chuyển Excel sang PDF. Đó, các bạn chúng ta sẽ vào ô tìm kiếm và nhập từ khóa là chuyển Excel sang file PDF bấm Enter. Thì lúc này á, Google sẽ tìm kiếm và trả về các kết quả. Thì ở đây á, có rất là nhiều website hỗ trợ chúng ta chuyển từ file Excel sang file PDF. Ví dụ như là I love pdf com này, smallpdf com, pdf 24 org Từ các bạn nha, thích web nào cũng được. Giả sử như đây, Tôi sẽ sử dụng web là pdf24.org. Tôi bấm vào. Sau đó ở đây, tôi sẽ bấm vào chọn tập để tôi tiến hành là up file pdf lên trang này. Bây giờ tôi sẽ bấm vào chọn tập. Sau đó tôi sẽ chọn vào file Excel mà tôi muốn chuyển qua file pdf. Giả sử như đây, tôi sẽ chọn vào file Excel này, bấm vào open. Thì lúc này á, file Excel của tôi nó sẽ được up lên. Sau đó ở đây, tôi sẽ chọn vào chuyển đổi này. Thì lúc này á, website nó sẽ xử lý, nó chuyển từ file excel sang file pdf. Đó, như vậy là nó đã chuyển xong. Bây giờ tôi sẽ tiến hành là tải file về bằng cách là bấm vào download. Thì lúc này á file sẽ được tải về. Đây là file pdf mà tôi vừa chuyển từ file excel qua. Lưu ý nha trong file Excel này á, nó có bao nhiêu ship thì nó sẽ chuyển qua hết nha. Đó, đây là file PDF mà tôi vừa chuyển từ file Excel qua. Này. Rồi, còn một cách nhanh hơn á, các bạn có thể là chuyển trực tiếp từ Excel qua file PDF luôn. Thì chúng ta sẽ làm như sau này, mở file Excel lên. Vào file này. chọn và Excel Tiếp theo, chọn vào browser. Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào vị trí mà tôi muốn lưu file. Giả sử như ở đây tôi muốn là lưu file ở mang thì tôi sẽ chọn vào desktop này. Ở file name á, tôi sẽ đặt tên cho file PDF. Giả sử như là file bài tập PDF chẳng hạn. Rồi, quan trọng nhất là ở dòng là set file Các bạn chúng ta sẽ chọn đuôi là PDF. Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm vào save. Thì lúc này á, nó sẽ chuyển từ file Excel sang file PDF đó sau khi chuyển xong nó sẽ tự động mở lên luôn rất là nhanh chóng mà chúng ta không cần phải sử dụng bằng hình thức online đó đây là file Excel xin lỗi file PDF mà tôi vừa chuyển từ Excel qua đó, thấy không cách này đó nó nhanh hơn là cách chuyển online đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách chuyển file Excel sang file PDF bằng hình thức online và hình thức apply luôn nếu các bạn thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi